Nếu các bạn thấy thích video của mình, hãy nhấn like và bấm đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Hồi đầu tiên mình sẽ giới thiệu máy cho mọi người nha. Đầu tiên là một iPhone 5S nha. 5S này là full zin vỏ trùng email nha. Pin là pin mới nha. Đây, vỏ nó có những vết nhăm ở đây. Đây, xung quanh nha. Xung quanh cũng có những vết nhăm nha. Cả phím bấm ok. Cái phím trừ này nó hơi cứng tí nha. Mình bấm lật nó à, phím trừ rồi à, phím trừ nó không ăn nha, chứ không phải cứng. Phím cộng thì nó bình thường mà, trừ nó không ăn. Thì thay vào đó thì các bạn có thể sử dụng cái này, màn không ám mố à. Sử dụng cái ha, cộng trừ rất là dễ. Máy này là còn vân tay, mình thử vân tay các bạn xem nha. Vân tay thì còn nha. Tất cả chức năng ok hết. Một cây 5S duy nhất 16GB, còn vân tay nguyên zin. Có cái là bị lỗi là phím trừ nha. Trừ không được nha. Thì mình lôi cái nút trợ năng ra mình bấm thôi ha. Mình lôi cái nút trợ năng nó ra ha. Rồi mình bấm bằng nút trợ năng giúp mình nha. Này thì lỗi này nó cũng không có ảnh hưởng gì mấy nha. Máy này là iLoad sạch nên các bạn có thể reset thoải mái ha. Mình đang xuất cái iLoad này ra rồi, xong iLoad sạch nha, reset nâng cấp thoải mái. Thì mình bán với giá full phụ kiện. Máy này đã dán, có dán cường lực rồi này, dán cường lực đây, thì đã dán cường lực rồi ha. Máy full phụ kiện full zin thì 950.000 nha. Còn nếu mà ai không lấy phụ kiện, có phụ kiện G là 900 nha. Tại nó full zin đó, vân tay. Tiếp theo là một cây SE, cây SE mình sale nha. Cây SE là lúc trước mình bán với giá 1,3 triệu. Bây giờ mình sale với giá 1,2 triệu luôn nha. Mở cái này ra. Một triệu hai, cây SE là máy đẹp. Rất đẹp luôn. Để mình quay máy cho các bạn xem nha. Chi tiết máy cho các bạn xem. Đó, máy lưng rất đẹp. Viền bọng rồi, không có một vết nhăm gì hết nha. Viền bọng là bình thường hết ha. Mặt trước mình cũng đã dán cường lực rồi nha. 5SE thì pin pin là pin mới nha. Đây các bạn có thể nhìn pin ở đây. Đây, pin là 100% nha. 5SE thì cấu hình của nó là như 6S rồi đó. Tất cả ok, nhưng mà nó chỉ là mất vân tay nha, 16GB. Màn đẹp không bị hết nha. Xéo đi. LL nha, LA. Thì mình làm máy phụ là ok full luôn đó. Thì cái này mình có dán cường lực, tặng ốp lưng và bộ phụ kiện ha, ốp lưng đẹp nha. Và bộ phụ kiện thì mình bán với giá là 1,2 triệu nha, mình sale. 1,2 triệu nha. Tiếp theo một cây Oppo. Oppo này mình đã dán mặt trước rồi, đã có dán mặt trước rồi.
màng không ám mố à. Oppo là A11W. Thì cái này để nghe gọi. Tất cả phím bấm ok hết để nghe gọi. Zalo nhẹ, YouTube nhẹ. Vẫn còn mới nha. Oppo A11W. Mọi phím bấm ok, chức năng ok. Tất cả ok hết. Thì mình bán với giá là 530.000 nha. 530.000 cái Oppo ha. Nhầm, mình bán với giá là 430 A11. 430 chứ không phải 530, 430. Pin nó 2.000. Cái này là mình về làm máy phụ thôi. Mình coi YouTube thì nó cũng làm trình trình duyệt web. Nó khá là lệ cũ, mình chỉ đi làm máy phụ thôi. Máy ảnh vẫn ok. Vẫn bình thường. Ảnh ok nha. 430.000. 430.000 cái bồ. À, cái này sau đây ha. Cái này là một cái Samsung S4, Galaxy S4. Thì mình về hai cây, một trắng một đen, khách đặt cây đen. Đây là cây đen mà khách đặt rồi, mình quên. Đây, cây trắng nè. Cây trắng. Sáu trăm năm mươi ngàn nha. Máy đẹp, màn AMOLED không ám ố, tất cả phím bấm ok, mọi chức năng ok. Đây, màn không ám ố nè, màn đẹp nè. Loa lớn, loa đó các bạn có thể nghe. Loa rất lớn nha. Viền thì có một chốc sơn ha, không ảnh hưởng gì mấy hết nha. Tất cả mọi phím ok luôn, là 650.000 bao gồm bộ sạc, mình tặng bộ sạc ha và một tai nghe luôn. Tiếp theo là cây A5 20. Cây này là A5. Em mình quên giới thiệu ha. Mình quên giới thiệu cái này game. Game của nó. Này là 3 16 GB ha. Ram 2 16 GB, còn cây đen này á là ram 2 32 GB. Cái đen là 32 GB nha. Cái trắng là 16 GB. 650.000. Tiếp theo là một cây A5. A5 216 nha. A5 216. Tất cả phím bấm ok, màn không ám mố à. Màn đẹp không ám mố nha. Đó. Nó mình bấm rất nhanh, nó chạy cũng rất nhanh nha. Nó không không có bị đơ, bị giật gì hết nha. A5 216. Đây. Thì mình bán cái này với giá là 700 nha.
Nếu mà sạc, nếu mà thêm sạc thì là thêm 50.000 gì mình nha. Còn không sạc là 700. Là 750.000 full sạc. Tiếp theo là một cây G3, G530. G530 này full hot. À mình máy mình đã dán cường lực hết nha. Mình quên nói các bạn xem là mình đã dán cường lực hết tất cả các máy. Màn không ám mố à. Màn đẹp không ám mố. Máy cường dán cường lực rồi. Lưng còn tương đối nha. Tất cả phím bấm ok. Thì G530 này mình bán với giá là 650.000. 650.000 nha. Mình bằng với cây S4 nha. Còn cái này là 750, 430, 1,2 triệu và 950. 950 nếu mà có sạc, không sạc thì 900 cũng được. Tiếp theo là một cây Neo 5. À sorry bạn, là A33 thì nó là Neo 7. A37 là Neo 9. Này là Neo 7 nha. Nè, tất cả phím bấm ok nha. Đó. RAM 2 bộ nhớ 16. Chạy game nè, chạy rất là nhiều game nha. Đây. Nó bị trượt cái cây quay phim mà. Cam còn ok nha. Trời, khách trước tải gì Racing mô tô tải rất là nhiều game gạt mạnh ha, Free Fire luôn ha. Mình không biết chơi được không mà, để mình không có thử chơi mà khách trước người ta tải ra sử dụng nè. Nhưng mà đối với Neo Neo 7 thì các bạn cũng biết là máy nó cũng tương đối ok mà. Máy nó có một cái lần nứt nhẹ ở đây nha, thì các bạn có thể nè, nó không ảnh hưởng cảm ứng gì hết nha. Nó không ảnh hưởng cảm ứng thôi. Nó chỉ nứt nhẹ, sau đó mình dán cường lực lại rồi à. Đây, mình mới dán cường lực nó lại nè. 216. Ngoại hình thì còn tương đối nha. Giá bán cái máy này là 700 ngàn nha. 700 ngàn. Tiếp theo là một cây bồ F1. F1W. Bấm ok luôn nha. Nó hơi cứng nha bạn nha. Nó hơi cứng nhưng mình vẫn bấm ăn nha. Mình cũng đã dán cường lực con cái máy này luôn rồi. F1W màn không ám mố. Lấy cái mặt mình luôn rồi đó. Chụp hình rất là đẹp luôn các bạn. Show hình rất là đẹp luôn. Máy nó là camera phone mà. Đó. Các bạn nhìn nè, nhìn hình chụp nè ha. Rất là đẹp luôn nha. Cái máy này là 850.000. 850.000 có cấn móp nhẹ ở đây nha. Dưới đây một lỗ đây. Ngoài ra là cái đây nó chóc. Thôi để cho bạn cái máy này 800 thôi, tại vì nó cấn mốt đây nè. Mặt lưng nó còn đẹp nhưng mà nó cấn hai hai bên đây. 800 ngàn nha. Tiếp theo là một Samsung Galaxy J. Thì cái màn hình này không phải là của nó dơ đâu. Đây, các bạn nhìn đây. Là cái miếng cường lực của mình dán á, màn hình nó đẹp nè, bạn thấy không? Nó đen nó đẹp vậy nè. Thì các bạn không không muốn cái miếng này thì bạn mở ra bình thường thôi. Mở ra thì rất là đẹp nha. Tại mình dán miếng cường lực này nó xấu, cái miếng này nó xấu. Nên mở mà nếu mà mở ra bạn phải kiếm cái miếng dán khác dán lại nè.
Đây, đang nhìn màn hình nè ha. Mình mở ra luôn nha. Đây, màn rất là đẹp luôn nha. Tại vì mình không có miếng dán á, thì mình dán tạm cái miếng cường lực này lại. Thì nó cảm giác như nó xấu thôi, nhưng mà nó bảo vệ màn hình mình. Dù các bạn không không muốn dán miếng cường lực này thì các bạn có thể đi ra tiệm các bạn dán lại cái miếng khác nha. Ở đây mình không không có miếng dán khác thì mình dán tạm miếng cường lực này lại thôi. Đó, cường lực thì để cái là nó chạy vậy nè, không? Cái này là RAM 2 bộ nhớ 32 GB. Phím cộng trừ thì nó hơi xẹp nhưng mà bấm vẫn ăn nha. Còn các bạn không muốn bấm phím cộng trừ bên đây á, nè, phím trừ nè, nè nè vậy trừ ha, cộng tới cái đệm nó bấm thời gian cái nó bị tuột xuống á bạn. Samsung Galaxy J ngoại hình của nó mình giới thiệu trước nha, máy đẹp nha. Trên đây là keo đó, lớp keo đó nè, nó không phải là lớp chày lớp bông gì đâu ha. Mình đã dán luôn rồi, mình đã dán cái keo luôn rồi. Cái này là nắp lưng mình cũng đã dán nè, nó có chốc sơn cái chỗ đó chút này này, chốc sơn cái viền viền nhẹ nè. Rồi các bạn cạo cái này ra thì cho nó màu trắng luôn, nó đẹp hơn. Máy còn đẹp, mới mới đẹp lắm. Samsung Galaxy J thì cái này là RAM 3 32 GB, máy hàng. Máy hàng. Đây mình nhớ 32 GB nha. RAM 3, RAM của nó là 3. Thì máy này mình bán với giá sale luôn cho các bạn luôn ha, là 850 ngàn. 850 ngàn nha. Mình còn một cái miếng dán Galaxy J này nữa, nhưng mà nó cũng nhám vậy nè, cũng xấu vậy nè. Dán cường lực như là để lâu nó xấu hay sao. Hoặc cái loại này ngày xưa là loại nhám á. Bạn nhớ cái một thời là nhám mà nó không không ăn cái mồ hôi của mình á. Cái loại này nè, nhưng mà để kiểu là để lâu á nó chốc một số. Nhưng mà mặt mặt này nó rất đẹp nè, nhám bóng cũng êm lắm, nhám mà nó không không bị ăn vân như những cái kiến như bây giờ. Cái kiến này nè bạn nhìn nè, dơ không, nó dơ màn hình nè, còn này nè nhìn nó rất là ít dơ luôn, thậm chí là nhìn sơ là không thấy luôn á, nhưng mà nó xấu. Thì tùy các bạn thôi, ví dụ các bạn về các bạn mở ra các bạn dán kiến mà cũng được. 850 ngàn á, Samsung Galaxy J. Rồi con Lenovo này hôm bữa giờ là mình có nhiều khách hỏi hỏi rồi kêu mình đợi cũng không có thấy mua, thì mình bán với giá sale luôn là 450 ngàn cho một cây Lenovo. Tất cả ok hết thôi, ví dụ Zalo, Facebook, YouTube gì đó. YouTube thì mình xài YouTube fan ha. Dung lượng của nó là 16 GB nha. Thì phím bấm ok nè. Thì cái con này á, chụp hình cũng rất là đẹp luôn đó, rất là rõ, rất là trong luôn. Mua về chụp hình thôi cũng được, bạn thấy không? Đó, chụp rất là đẹp. Trước á thì nó bình thường nè, nó cũng kiểu là nó cũng được, nhưng mà mặt sau
Kamakasao nó rất là đẹp luôn đó, nhìn chỗ nào là nét chỗ đó luôn. Lenovo chụp hình đẹp ghê nha. Này các bạn thấy không, rất là nét luôn đó. Thì cái này mình sale với giá là 450 ngàn nha, nhanh tay thì còn nha, chậm tay thì thí dụ mà ai bom hàng thì cũng còn luôn. Cuối cùng là con Mobistar, con Wiko này nó hết pin rồi, tính giới thiệu nó mà nó hết pin rồi. Tiếp theo là Mobistar pin rất là trâu, Jumbo S27 217 chứ. 217 like. Thì nó có một cái đốm phản quang. Đây nha, đốm phản quang đây, đây. Màn to, màn này chắc cỡ 5 inch rưỡi á. Máy còn còn có tầm 95% trở lên, máy đẹp. Cây này là mình không không có biết miếng dán nào để mình, ngày mai mình đi đi kiếm miếng dán dán màn hình cho nó. Cây này bộ nhớ chỉ có 8 GB thôi, mình bán với giá là 800 ngàn nha. Tại vì màn nó to, xem YouTube rất là đã luôn. Rồi thì các bạn mua, các bạn nhắn tin Zalo cho mình ha, hoặc Facebook. À mình còn một cây Samsung Galaxy 6. Mình giới thiệu hồi mình bị loạn đó bạn, cầm cái iPhone mà la Samsung Galaxy. iPhone 6s nha, iPhone 6s 64 GB còn vân tay, tất cả chức năng ok ha, pin 100. Mình khùng rồi. Ủa các bạn thông cảm ha, nhiều khi mình nói cái này qua cái kia á, các bạn thông cảm nha, chừng nào muốn bạn mua hàng á bạn hỏi lại mình á. Thôi mình sử dụng nó thời gian nên nó còn 96% nha các bạn nha. Thì còn vân tay nha, đây máy còn vân nè, 64 GB. Nó có một cái như thế này để giới thiệu nè, 64 GB đây, máy đẹp nè, để cho bạn xem nha. Cái này dán keo rồi nè, dán keo rồi, lột keo không biết đẹp không nữa, hay là cái này là khách nó xạo mình đây không biết nữa. Đây dán keo rồi nè, mình cũng không lột ra làm cái gì đâu, cởi nó đi. Sáu s 64 GB thì cái con này mình bán với giá là 1.750.000 nha. Tại sao 1.750.000 rẻ như vậy? Tại vì cái con này thường á, là mình bán với giá là 2.400.000 không à, 2.300.000, 2.400.000, mà con này 1.750.000 thôi, là do nó bị dính ai lao. Đây không thoát được cái ai lao của cái chủ trước nha, chủ trước là không 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 biết luôn. Đó. Còn nếu mà làm cho nó sạch sẽ luôn á thì nó đội giá lên rất là cao. Nói chung thì con này về chiến game êm, màn không ám mố, màn zin ha, tất cả zin ha, thì mình về mình tải game bình thường thôi, mình tải bình thường hết chứ không gì hết, để mình tải thử cho bạn xem nha. Thử tải này đi, nó vẫn tải bình thường ha, mà nó không cần đòi mật khẩu mình luôn, tại vì cái này là người ta đã chọn là khi mà sử dụng app miễn phí thì không cần mật khẩu á. Đó, mình xài mà hơi khó chịu tí thôi, mà điện thoại mình mà cái hình của người khác thì mình cũng hơi khó chịu tí thôi, chứ ngoài ra là cây này zin ok hết luôn, không sao hết. Pin là 96% luôn mà tải nè. Pin 96% thì các bạn tha hồ các bạn chơi. Cái này là mình
dán cường lực rồi nha bạn. Rồi thì rồi, video đến đây là kết thúc nha. À, mong các bạn ủng hộ mình bằng cách like và nhấn đăng ký kênh để theo những dõi những video tiếp theo của mình nha. Xin chào.